Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Nga nào đã chính thức ra mắt, đó là vòng quay màn kim cương mới rồi. Và vòng quay màn kim cương này sẽ là bộ chiến binh dị biến. À, đột biến, điệp viên dị biến. À, hôm trước là chiến binh dị biến. À, chiến binh dị biến là bộ đồ nam, còn đây là bộ đồ nữ anh em ạ. Nhầm. Nhầm tí mà mới sáng ngủ dậy, chưa ăn sáng nào nó hơi bị nhầm nhọt. Ok, và hôm nay thì bên Nga nào chứng minh thêm một điều là những cái gì mà các bạn có thể cày được thì game Nga nào sẽ bán lại được. Đó chính là cái hộp Buya sẽ được bán lại trong Nga Free Fire với rất tất cả những cái đồ cận chiến. Đợt trước mà anh em phải cày quốc xong rồi đua top có thì lần này chỉ cần bỏ tiền ra là có rồi. Ok, bây giờ tôi có 64 cái vé vòng quay màn kim cương anh em ạ, và đến 30 tháng 11 thì nó sẽ hết hạn. Vâng, hơi cay, và bây giờ thì sẽ buộc phải quay vòng quay này cho dù bạn không thích, nhưng mà bởi vì trong thời gian vừa qua thì chúng ta tích lũy rất nhiều vé vòng quay màn kim cương và chúng ta lại phải quay thôi. Vâng, lại phải quay ra anh em ạ, khổ thật sự luôn. Thề bây giờ tôi không thích cái bộ này, nhưng còn 12 ngày nữa là hết hạn thì mình lại phải quay. Lần lượt đầu tiên quay chả ra gì luôn. Vâng, ra quả dù thiên lôi ạ, và dù thôi liên thiên lôi. Ok, tiếp tục quay vẫn không ra gì, nói chung là cũng chẳng ra gì tiếp. Vâng, khá cay đội bán say và thêm thịt say, vâng, đen thật sự. Ok, hai cái ván của tấn công vàng đây rồi, đôi giày đây rồi, và điệp viên dị biến. Nhưng mà hình như là mình vẫn còn thừa một đống vé quay vòng quay màn kim cương thì phải. Vâng, hơi đen, và không biết là đen hay là xui nữa, nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn thừa đến mấy chục vé anh em ạ. Đùa, cay thật sự. Bây giờ bên Nga nào cứ không cho mình vé vĩnh viễn để họ cho mình tích, bây giờ họ bắt mình phải dùng đấy. Còn 14 cái vé nữa lại phải dùng anh em ạ. Vâng, bây giờ quay ra cái gì nhỉ? Vâng, biết đâu lại quay ra đồ gì xịn. Bây giờ không muốn quay cũng phải quay đấy. Úi trời ơi, vâng, hộp ma thuật rồi, tươi thật sự. Vâng, tươi không cần tươi, thơm không anh em? Không thơm một tí nào, bởi vì bây giờ hộp ma thuật cũng khá là xuống giá. Những cái đồ ở trong hộp ma thuật bây giờ toàn đồ xấu xí. Vâng, toàn đồ xấu xí như quả bí. Còn những cái đồ xịn thì bây giờ hộp ma thuật đó cũng lại chẳng có nữa. Nói chung ngày xưa cái hộp ma thuật nó làm một cái điều gì đấy nó rất là xịn sò, thì bây giờ hộp ma thuật nó là một thứ rất là bình thường. Đấy, tôi còn 4 cái vé, tôi không biết là phải làm gì, thề luôn. Bây giờ Gaina họ nên nới giới hạn cái số lượng, nới cái giới hạn của cái số lượng vé này lên. Đấy, bây giờ tôi còn 325 cái vé quay màn kim cương anh em ạ, không biết dùng để làm gì. Cái đợt vừa rồi Gaina họ tặng nhiều quá, và bao nhiêu sự kiện tặng vé quay màn kim cương. Đấy, bây giờ tuy nhiên mình có một đống, mà cái vòng quay màn kim cương này thì không biết dùng để làm gì. Thì bây giờ bên Nga nào nên có cách nào để thay đổi cho nó xịn sò hơn, hoặc là có thể dùng đổi quy đổi vé quay màn kim cương thành vé chế tác hoặc vé gì đấy, chứ bây giờ để 325 cái để làm cái gì? Vâng, 325 cái thì tôi không biết làm gì với nó nữa. Bây giờ 18 ngày nữa ra cái vòng quay màn kim cương mới nhá, thì tôi lại có một đống cái vé theo ngày mới, theo thông qua các sự kiện, khổ lắm luôn. Ok, hôm nay thì cái hòm Buya bán lại, và trong hòm Buya này nó sẽ có cái động tác Buya cộng thêm với cả cái động tác của nhân vật K, cộng thêm với cả cái kiếm, cái chảo, cái chày và cái dao vĩnh viễn. Và giá nó thì cũng không phải là quá đắt đâu, tôi thấy cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà có một cái điều mà có lẽ là nhiều anh em sẽ không thích ở cái hộp này, đấy là tất cả những đồ này đều không phải đồ huyền thoại, và anh em không cầm ở sảnh chờ được, không cầm ngoài sảnh chờ cho đẹp được. Nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn sẽ lấy thôi, bởi vì tôi chưa có mấy cái này mà, mình là người sưu tập mà. Đấy, ok, 20 huy hiệu kẹo R. Vâng, huy hiệu kẹo R. Và bên Nga đã đặt tên, hôm trước thì chúng ta có hiệu kẹo bờ, và hiệu kẹo bờ, bây giờ hôm nay có hiệu kẹo R. Và đấy, tôi đã bây giờ đã có 40 cái hiệu kẹo R rồi. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng là mở thêm 65 hiệu kẹo R. Và với số lượng hiệu kẹo R này thì mình sẽ đổi được đó thanh kiếm katana Buya. Đấy, mặc dù thanh này hơi xấu, thanh này cá nhân tôi đánh giá không đẹp. Các bạn là tôi có thanh samurai rồi, nên là bây giờ cầm thanh samurai trông rất là thời thượng, trông rất là cool ngầu. Và bây giờ quay lại cầm cái thanh này có vẻ không ổn lắm. Mà thực ra hôm trước lấy cái thanh samurai nó cũng chẳng đắt lắm. Đấy, thế là mọi người đều đã có thanh samurai. Ok, đây là kẹo R. Và lúc này 35 huy hiệu chúng ta có thể đổi được đó là cái chảo Buya. Cái chảo này thì cũng lại không đẹp lắm, bởi vì nhiều người cũng lại có cái chảo huyết nguyệt, à cái chảo gọi là cái gì nhỉ, ác quỷ đường phố rồi. Đấy,
tiếp tục đổi 23 ủi chuẩn luôn này, 23 huy hiệu kẹo R này. Và đọc cái tên cái huy hiệu kẹo R này nó sai hết cả mồm anh em ạ. À, gậy buya cái này anh em cũng lại không cần. Vì sao? Bởi vì hôm qua anh em đã vừa lấy gậy cricket rồi, và gậy đấy gậy huyền thoại cầm ở sảnh chờ đập nhau căng đét luôn. Và nhưng mà mình vẫn sẽ lấy để mới mục đích sưu tập, bởi vì biết đâu sau này Ryan lại có chương trình nâng cấp mấy cái đồ này thành đồ huyền thoại hay sao. Đấy, bây giờ tôi tiếp tục mở rồi, mở thêm một hòm nữa đủ rồi. Và hai huy hiệu kẹo R, như vậy là mình có 24 huy hiệu kẹo R và mình đã có thể đổi được cái đao Buya. Và sau khi một hồi đổi chắc thì chúng ta thấy là bốn cái đồ này nó cũng không phải đẹp lắm thế, nhưng mà đợt trước thì nó có ý nghĩa đấy là anh em cày cuốc cái sự kiện đua top 100 thì anh em nhận được cái này trước. Nhưng mà đợt này vẫn chưa quá một tháng mà bên Nga nào đã bán lại rồi, tôi thấy có vẻ là không ổn cho lắm. Nhưng thôi, dù sao thì nó cũng không phải đắt lắm. Ui, cũng đắt đấy anh em ạ. Vâng, mua cái đống đấy mất 3.000 kim cương ạ. Mua 4 cái đồ mất 3.000 kim cương. Ui, cũng đắt đây. Ui, cũng đắt chát chúa của nó đây. Không phải đơn giản đâu. Tôi cứ tưởng là nó rẻ. Cứ 29 kim cương, mỗi lần 10 hộp là 290 kim cương. Mở xương xương một lúc sau, tốn gần 3.000 kim cương. Vãi cả nồi con cá hồi anh em ạ. Ok, mình sẽ mở bộ chiến binh dị biến này, điệp viên dị biến này xem ra gì không. Cho nhân vật mặc vào. Ui, trông con Dasha nó để cái tóc ở trong mặt đụt thật sự ạ. Vâng, thề luôn, cái tóc của cái bộ ấy nhìn đụt vãi trưởng. Chả hiểu sao trông cứ kiểu ngáo ngơ ấy. Vâng, trông kiểu ngáo ngơ, lơ nga lơ ngơ anh em ạ. Đùa cay thật sự ạ. Vâng, đây là chảo Buya. Đây là đào Buya mà tất nhiên là tôi không dùng đâu. Và đây là đao Buya, cũng chả đẹp lắm, bình thường như cô Hường ngồi cổng trường bán nước đường. Đây là gậy Buya, thậm chí nó không đẹp đấy. Cái kiếm katana của tôi đẹp, kiếm thiên hồ rồi không dùng, đó là katana Buya. Vâng, kiếm thiên hồ rồi không dùng. Ok, vào trận đấu thôi. Và cái trận đấu này thì là streamer gà nhất Việt Nam sẽ thi đấu đây một trận rank. Và chào mừng các bạn trở lại với kênh của streamer bắn gà nhất Việt Nam nhé. Bạn nào mà chưa chuẩn bị đó là thuốc nhỏ mắt các tiểu, các bạn chuẩn bị đi. Lúc này thì team của tôi và team của địch đã có 2 trận đấu, đã có 4 ván đấu rồi. Và tỷ số chúng tôi đang là hòa là 2 đều. Đấy, lúc này thì streamer bắn gà nhất Việt Nam đang con pha đẩy lên. Đấy, tôi sẽ quyết định là sẽ đẩy sang phía bên tay phải, cầm sẵn bom keo ở tay để phòng là có thằng nào nó chọt vào đầu. Nhưng mà thực tế tôi không biết đặt bom keo nhanh nên là có cầm bom keo hay không cầm bom keo nó cũng như vậy thôi, nó không thay đổi được điều gì cả. Ok, một pha đẩy lên đến từ streamer bắn gà nhất Việt Nam với hy vọng là không có ai phát hiện ra anh ta ở trong ván đấu này. Ui, một pha chạy lên mắc cầu thang. Ui sời, em đang đứng hôn nhau kìa, phát hiện ra một cặp đôi đứng hôn nhau. Có những cái pha bắn rất là nhanh nhưng mà chưa ai chết cả. Ui giời, hết đạn. Ui sời ơi, nguy hiểm quá, quá nguy hiểm. Ra đây bạn ơi, ra đây, ra đây. Ui giời, bắn trượt rồi. Ui, trên cửa sổ có hai cháu nó bắn xuống ạ. Ui toang thật sự. Ui, nó còn ném liệu. Ném liệu anh em ạ. Vâng, toang. Ui các bạn ơi, đừng làm thế, cứu mình mấy bạn cô đơn ơi. Vâng, bạn cu đơn này cứu mình rồi, hay quá. Ui, thằng kia không ai cứu gà mun, không ai cứu chết rồi anh em ạ. Ui sao lại có ông rùa nhỏ chui ở đây, cô đơn với rùa nhỏ. Trời đó bạn ơi. Ui giời, nó lại bắn gục tôi rồi. Rồi ôi, rùa nhỏ cứu mình bạn ơi. Toang thật sự. Vâng, toang quá. Nhưng mà địch chỉ còn lại một thằng anh em ạ. Được của nó. Vâng, tôi anh em ạ thấy bê phải bơm máu rồi. Ui giời, cô đơn ngất rồi. Khổ thân cô đơn. Cô đơn ngất rồi ông giáo ạ. Và cô đơn ngất rồi. Ui VM đã phải nằm xuống. Nhưng mà team mình vẫn còn lại 3 người, thậm chí team mình có 4 người nếu mà cứu đủ. Và lúc này trang chủng gì đấy đang có pha đẩy lên. Tôi ra tôi lấy lại khẩu AK. Và đầu trước thì thằng kia nó lột mất ở tôi khẩu AK anh em ạ. Ui chết rồi, nhặt nhầm đồ rồi. Ui loạn quá rồi, bắn nhau căng đét và khách là lẹt cuống hết cả đít rồi. Và cuống quá rồi. Nhưng mà team mình còn 4 người mà sợ cái gì nhỉ. Và team mình còn 4 người sợ cái gì nhỉ, quên. Đấy, mà team mình mất 1 người mà team mình có 3 người tầm này thì sợ cái gì. Đâu rồi, đâu rồi. Và nó đâu nhỉ anh em nhỉ. Và đâu rồi, sao team mình lại dụng thêm bom nữa rồi. Đây rồi, đây rồi đôi giày. Đây rồi đôi giày. Đứng ở bên ngoài. Đây rồi đôi giày. Cái tội đứng ở bên ngoài với chúng tôi. Đấy, tỷ số này đang là 3-2 nghiêng về team của streamer bắn gà nhất Việt Nam. Lúc này thì tôi quyết định là vào lúc này tôi sẽ đắp đấm đầu. Đấy, đắp mũ 3, giáp 2, xong rồi đắp bom keo, lựu đạn các kiểu. Mặc dù nói thật với các bạn là tôi cũng chả dùng lựu đạn đâu. Đấy, ok con dê. Đấy, cầm lại khẩu AK rồng xanh rồi. Đấm đấm thì đây bạn Trang Cu à. Trang Quy U, đọc là Trang Cu à anh em. Ừ, sao lại là tên thế nhỉ? Nhưng mà không sao, chắc là một bạn nữ dễ thương. Ui, team tôi rất là chiến thuật nhá.
rồi lên đứng các kiểu. À đây rồi, bó lạc một pha bắn nhưng mà địch trốn mất. Ôi nó bắn trả lại mình anh em ạ, hơi cục xúc. Vâng, nó bắn trả không hiểu sao lại trúng mỗi mình. Ok, sao nó bắn trúng tôi ý nhỉ? Đùa. À thanh niên bên cửa sổ này thì đứng bên cửa sổ với chúng tôi. Một pha đứng bên cửa sổ và ăn ngay độ khoảng 5-6 viên đạn đến từ vị trí Rika Khịa của người. Và thanh niên kia quyết định là sẽ trốn đi. Ra đây bắn nhau bạn đây. Ra đây bắn nhau bạn đây. Ui, thằng đặt bom keo kiểu gì nhỉ? Ông nào đặt bom keo xuyên tường nhỉ? Chả hiểu đặt bom keo kiểu gì luôn. Ok, mình vẫn đang đứng từ xa. Địch có vẻ bắt đầu di chuyển rất là chiến thuật rồi. Tôi cảm giác là địch có những cái chiến thuật, nó rất là chiến thuật anh em ạ. Ui, bắn nhau căng đét và khá là lẹt đến từ vị trí của sợi chim mỡ. Có hai thằng nó chạy sang bên tay trái kìa. Vâng, ôi, thanh niên bên cửa sổ. À, thanh niên cửa sổ nhà xa bắn cậu à. Thanh niên đứng bên cửa sổ nhà xa bắn cậu, nhà hai tầng. Ui, thanh niên rùa nhỏ đẩy vào và rùa nhỏ bây giờ chính thức thành rùa cụt đầu rồi anh em ạ. Khổ thật sự, này thì di chuyển qua bên tay trái này. À, tôi phát hiện là hai thanh niên và lén lút di chuyển qua bên tay trái. Tôi ra đây tôi cam đây rồi đôi giày. Nhắc kè huyền thoại đến từ vị trí Uriah kia mình. Mình nhưng chưa kè phát nào. Vâng, bắn ui, bắn căng đét và khách là lẹt luôn. Ui, thanh niên áo cam đang bỏ chạy. Thanh niên áo cam đã bỏ chạy rồi. Đó là bà gồm đến từ vị trí của streamer cá nhất Việt Nam vào vị trí của VFE. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đục tường. Ha, mày chạy đâu? Đấy, biết là, này biết là cái khẩu AK rồng của tao đục cơi bị kinh không? Đấy, bây giờ thì chỉ còn lại một người thôi. Chỉ còn lại một người ở phía trên thì phải đặt sẵn là bom keo để chờ đối phương nhảy xuống nó có những cái pha giao tranh. Nhưng mà bạn Trang Cu đã có mình mà gồm rồi. Và đó là chiến thắng đấy, dành cho team của streamer gà nhất Việt Nam. Thế không? Ngay cả streamer bắn gà nhất Việt Nam vẫn có thể chiến thắng được thì các bạn phải có niềm tin là các bạn vẫn còn gọi là bắn giỏi nhiều người. Ok, và đó là cái video của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.